Dạ, câu hỏi tiếp theo chúng con xin được kính chuyển tới Thầy Thích Đạo Thịnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con có một câu hỏi xin Thầy Đạo Thịnh giúp con với ạ. Mẹ con trước đây ăn chay trường 3 năm thì sức khỏe kém. Nghe người ngoài nói lên không ăn nữa, chỉ ăn tháng 4 ngày. Vài tháng trước có một chuyện mẹ con bị bệnh nên đã niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và khỏi. Mẹ đã phát nguyện ăn chay trường, thế rồi cũng vì sức khỏe, huyết áp và một phần là vì mọi người nói mẹ con lại ăn mặn trở lại. Con nói mẹ sao mẹ lại phát nguyện rồi mà mẹ lại phá giới? Mẹ con xin sám hối, con xin hỏi Thầy giảng giúp cho mẹ con để hiểu rõ. Con xin thành kính tri ân Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni từ bi chứng minh, kính thưa toàn thể đại chúng. Đối với người tu chúng ta, để giữ được cái tâm trí nguyện như lúc mới phát tâm thì vô cùng khó. Cho nên chư đại tổ sư vẫn thường nói với chúng ta, năm đầu tiên thì Phật hiện tiền, năm thứ hai thì Phật lên trên trời mất rồi, năm thứ ba là không thấy Phật đâu nữa. Đây là muốn nói với chúng ta là cái tâm nguyện, cái chí nguyện chúng ta nó như ngọn cỏ lay trước gió. Thế cứ gặp một chút khó khăn, một chút chướng ngại là chúng ta dễ dàng bị thối mất cái tâm, bị lay chuyển mất cái tâm nguyện. Và thậm chí có những trường hợp bỏ cả con đường tu hành, chấp nhận đi con đường đọa lạc. Cho nên đối với việc tu hành, tất cả đồng tu chúng ta nên phải giữ cái tâm nguyện từ lúc phát ra cho đến lúc cuối cùng. Chúng ta giữ nhất tâm, nhất niệm như thế thì chắc chắn chúng ta đều được thành công. Đối với trường hợp vị đồng tu này, khi mà phát tâm ăn chay trường thì sau đó thì có một chút bệnh và cũng nghe lời khuyên người này người kia và ăn ăn mặn trở lại. Đây cũng biểu hiện cho chúng ta thấy là cái tâm cũng có một chút lay động. Thế và cái tâm này là tâm gì vậy? Chân thật mà nói là tâm sợ chết. Có đúng không ạ? Tâm sợ chết, tâm sợ bệnh. Và nếu như giữ cái tâm này ấy, cho đến cuối cùng thì Tổ sư Thiện Đạo nói rằng người sợ bệnh, người sợ chết thì chẳng thể vãng sinh. Còn tham tiếc tấm thân này mà. Đấy. Cho nên tâm tâm niệm niệm vẫn để vào cái tấm thân này. Đau một chút là lo, bệnh một chút là sợ. Đấy. Vì thế mà mong cho Phật tử này khi đã phát nguyện trước Phật rằng con ăn chay trường thì nên giữ cái chí nguyện này là con sẽ nguyện dù cái thân này có như thế nào con cũng sẽ giữ cái tâm kiên định là đời này con nhất quyết sẽ không tổn hại chúng sinh nữa. Bằng cách gì đây? Bằng cách ăn không ăn thịt chúng sinh nữa mà thay vào đó là cái thức ăn chay. Xin thông báo với quý vị là Phật dạy người mà phát tâm ăn chay trường đấy thì trong đời của người đấy sẽ tiêu được 54.000 tai nạn lớn nhỏ. Cho nên quý vị đã phát tâm ăn chay rồi thì biết rằng vô cùng quý báu, đừng có bỏ cái tâm này, đừng có vì một chút bệnh mà trở lại ăn thịt. Nếu như quý vị có tìm hiểu, khoa học người ta cũng đã phân tích rất rõ ràng cái việc ăn chay đối với một cơ thể con người rất là tốt. Bởi vì sao ạ? Cái thức ăn chay rất dễ tiêu hóa,
nó nhẹ nhàng cho thân thể, lưu thông khí huyết. Đây là lời Tổ sư Ấn Quang dạy. Người ăn mặn thì khí trược tâm ô, có nghĩa là cái tâm ô nhiễm, cái khí trong huyết bị nhiễm ô, bị bẩn, làm cho cơ thể sinh nhiều bệnh. Do vậy mà chúng ta cứ để ý, có một số người khi mà ăn mặn ấy, ăn thịt động vật ấy, thì bệnh tật liên miên, nhưng khi ăn chay rồi thì dần dần bệnh tật thuyên giảm và trở nên sức khỏe rất tốt. Tiêu biểu ở đây Đạo Thịnh lấy một vài tấm gương, ví dụ như cư sĩ Phúc Trí chẳng hạn, ăn chay hơn 20 năm này, đi hộ niệm quanh năm suốt tháng, không có ốm đau bệnh tật gì. Và Đạo Thịnh cũng tin chắc là ở đây rất nhiều các trưởng phó ban hộ niệm cũng đã phát tâm ăn chay trường mà đi hộ niệm quanh năm suốt tháng cũng không hề gì. Ở trên này quý chư tôn đức tăng ni cũng ăn chay mấy chục năm này cũng chẳng có làm sao. Cho nên mong quý vị hãy phát tâm ăn chay rồi thì phát tâm mạnh mẽ lên. Đừng vì một chút bệnh, một chút khổ, hoặc là người này nói ra, người kia nói vào rằng là ăn chay thiếu chất, ăn chay sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe vân vân, rồi chúng ta thối mất cái tâm. Và đến cuối cùng là chính chúng ta là cái người chịu thiệt thòi. Ngài Tuyên Hóa, Ngài dạy ấy, người ăn chay tu hành nhìn qua thì có vẻ thiệt thòi, thế nhưng mà khi bỏ cái tấm thân này thì không phải ra tòa. Ra tòa nghĩa là sao? Nghĩa là phải đối ứng với cái nghiệp của chúng ta, là tổn hại ăn nuốt chúng sinh mà phải trả nợ mạng chúng sinh. Còn người mà ăn mặn ấy thì nhìn có vẻ đời sống hưởng thụ, có vẻ cao sang, có vẻ sung túc, nhưng khi rời bỏ cái tấm thân này rồi, cái tâm mình phải đi ạ, đi hầu tòa. Chính vì thế mà Phật mới khuyên chúng ta ấy, là một người Phật tử nên phát khởi tâm từ bi thương yêu chúng sinh, không tổn hại chúng sinh, lấy cái gốc đây để mà tu hành. Đấy là gốc gì ạ? Là tâm từ bi. Phát khởi được cái tâm từ bi này thì dần dần người tâm từ bi càng lớn thì cơ thể càng khỏe mạnh. Đây là lời Phật, lời Tổ dạy. Có nghĩa là người tâm từ bi càng lớn thì cơ thể càng khỏe mạnh. Tất nhiên cũng có một số trường hợp khi ăn chay được một thời gian cơ thể yếu mệt đau bệnh giống như Phật tử này, thì chúng ta nên biết rằng đây không phải do ăn chay mà yếu mệt, mà là do nghiệp từ vô lượng đời kiếp trước, là cái nghiệp là tổn hại chúng sinh, hôm nay cái quả nó đưa đến. Đấy. Chúng ta phải hiểu được chỗ này thì mới phát tâm mạnh mẽ được. Đấy. Có nghĩa là đáng lẽ ra chúng ta không ăn chay ấy, thì cái nghiệp này nó chưa ứng nghiện. Cái nghiệp này nó chờ khi nào ạ? Chờ để khi chúng ta bỏ cái thân này phải vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh để đền mạng, để trả. Thế nhưng do chúng ta phát tâm ăn chay, cho nên cái nghiệp chúng ta nó ứng hiện ra trước để chúng ta trả sớm nó đi. Để hết cái thân này chúng ta đi đâu ạ? Chúng ta được giải thoát, được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thì từ đây mong cho đại chúng và kể cả Phật tử này, khi đã phát tâm ăn chay rồi thì hãy giữ lấy cái chí nguyện của mình. Phát tâm tu hành rồi thì nên giữ lấy chí nguyện của mình. Đừng như ngọn cỏ lay trước gió. Hễ cứ đau một chút, bệnh một chút liền thoái tâm. Hễ nghe người này nói một chút, người kia nói một chút thối tâm. Thì cả cuộc đời chúng ta cứ bắt đầu được một chút, có được một chút công đức, lại đánh mất mất. Xong lại tiếp tục lại quay trở lại tu hành một chút, xong lại có được một chút công đức, lại đánh mất mất. Giống như một người trồng cái cây ấy. Đáng lẽ ra là trồng 5 năm thì có quả, nhưng anh trồng đến 4 năm rồi, anh không thấy quả, anh chặt nó mất. Thế xong anh lại trồng lại một cây, bắt đầu lại từ đầu. Xong đến 4 năm, nó còn 1 năm nữa ra quả. Đến 4 năm anh lại chặt, anh lại trồng cây mới. Bởi vì thấy lâu có quả mà. Thay vì thế anh chờ nốt 1 năm nữa là có quả rồi. Người tu hành chúng ta cũng thế. Thường là gần đến đích là bỏ cuộc. Đấy. Chúng ta đã thất bại rất nhiều lần bằng cái cách này. Có nghĩa là cứ gần đến đích là bỏ cuộc. Đấy.
Thế mong Phật tử nhé, tất cả đại chúng đồng tu cũng thế, khi phát cái tâm ra rồi, hãy phát tâm rộng mãnh lên, hãy tin tưởng Phật tổ dạy, Phật tổ vì từ bi thương yêu chúng ta mà khuyên răn chúng ta hết lòng, là đời này gì ạ? Lấy cái gốc là tâm từ bi mà tu hành, là thương yêu người, thương yêu vật, không tổn hại chúng sinh. Và người niệm Phật chúng ta cũng thế, phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc là làm Bồ Tát. Bồ Tát tương lai cứu độ chúng sinh mà vẫn ăn thịt chúng sinh thì không có cái lý này ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật là dài để cảm niệm tri ân của công đức của sư phụ Thọ Khuê đã từ bi hướng dẫn giảng nói để chúng con biết được lợi ích của việc ăn chay. Và ân sư Thực Tịnh Hạ Không cũng có nói, nếu như một người nào nói rằng là ăn thịt mà có thể chứng được quả vô thượng bồ đề, đấy là lời nói của quỷ. Chính vì vậy mà sư phụ Thọ Khuê đã từ bi giảng nói cho chúng con, để chúng con hiểu rõ được lợi ích của việc ăn chay và việc niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Chúng con thành kính tri ân thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ.